Và ngay sau đây chúng mình sẽ đi vào cấu trúc số 44, đó là cấu trúc danh từ cộng với hue hoặc là thân động từ cộng với union hue. Thì ở đây cấu trúc này trong tiếng Việt mình sẽ dịch là gì nhỉ? Là sau khi hoặc là sau, đúng không? Chữ hu trong chữ hậu. Thì ý nghĩa của nó sẽ diễn tả sau một khoảng thời gian hoặc là sau một hành động nào đó. Cách chia của chúng ta thì nếu trường hợp là danh từ thì các bạn sẽ cộng luôn với hue. Ví dụ như là sau buổi trưa thì sẽ là gì? 점심 후에, đúng không? Hay là 점심 시간 후에. Hay là gì nhỉ? Sau kỳ nghỉ thì sẽ là 방학 후에. Cái e này có thể lược bỏ nha các bạn. Nhưng trong văn viết thì mình sẽ viết đầy đủ, còn trong văn nói các bạn có thể lược bỏ. Còn trong trường hợp với động từ thì các bạn sẽ cộng với union hue. Với trường hợp này các bạn sẽ có 3 trường hợp để chia, đúng không? Trường hợp thứ nhất là động từ có 받침, mình sẽ viết tắt ta này, thì cộng với gì? Cộng cả với ân hue, đúng không? Trong số 2 là động từ không có 받침 thì các bạn chỉ cộng với gì thôi? Niên hue. Và trường hợp cuối cùng đó là thân động từ có 받침 là gì? Có 받침 là r. Thì các bạn phải làm gì nhỉ? Bỏ r đi, rồi cộng với niên hue. Ví dụ như là sau khi sống ở Hàn Quốc thì tôi cảm thấy thích Việt Nam hơn. Ví dụ như vậy nhá. Thì chúng ta có động từ sống là gì? Sai tả. Có phụ âm cuối là dear, đúng không? Vậy cộng với cấu trúc ư nhiên huê thì các bạn sẽ chia thành gì? San huê. Như thế này. Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Chúng mình cùng đi vào ví dụ để phân tích nhá. Ví dụ thứ nhất này. 오늘 수업이 끝난 후에 집에 바로 가려고 해요. Nào, 오늘 수업이 끝난 후에, một với một đến đây đúng không? Hôm nay sau khi tiết học kết thúc, chúng mình có động từ 끝나다 là kết thúc. Vậy không có phụ âm cuối, các bạn chỉ cần cộng với 니은 후에 thôi. Đúng chưa? Và về thứ hai là gì? 집에 바로 가려고 해요. Tôi định về nhà luôn. Cái 바로 này là luôn hoặc là ngay này. Câu số 2. 대학교를 졸업한 후에 유학 가고 싶다. Hoặc 대학 졸업 후에 유학 가고 싶다. Câu 1, câu 2.1 và câu 2.2 này thì ý nghĩa của nó là giống nhau, nhưng cái loại từ của nó là khác nhau. Câu thứ nhất này, 대학교를 졸업한 후에 thì 졸업하다 nó là động từ, nên các bạn cộng với 은인 후에 ở đây. Còn trong số 2 thì là 대학 졸업 후에, cái 졸업 này là danh từ, đúng không? Thì các bạn cộng luôn với 후에. Thế thôi. Câu này mình dịch là gì? Sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi muốn đi du học. 유학 가고 싶다. Câu số 3. 비가 그친 후에 하늘이 맑아져요. Câu này chúng ta có 그치다. Động từ 그치다 là ngừng, là tạnh. Ví dụ như là tạnh mưa hay là tuyết ngừng rơi, đúng không? 비가 그치다 là tạnh mưa này. Sau khi tạnh mưa thì 하늘이, bầu trời, 맑아져요, sáng hơn, đúng không? Xanh hơn, 맑아져요. Đó là cấu trúc hue hoặc là ư nhiên hue các bạn nhé. Ở đây có một ngữ pháp liên quan, đó là động từ cộng với khi tròn nề, hoặc với trường hợp danh từ thì sẽ là tròn nề. Thì nó hơi ngược lại với cấu trúc kia, đó là cấu trúc ý nghĩa của nó là trước khi, trước khi làm gì đó. Ví dụ như này, 밥 먹기 전에 손을 씻어야 한다. 밥 먹기 전에. Ở đây chúng mình sẽ có là gì? Trước khi ăn cơm thì 손을 씻어야 한다, phải rửa tay. Được chưa? Câu số 2. 대학교 졸업하기 전에 해외여행을 갈 계획이다. Ở đây chúng mình sẽ có trước khi tốt nghiệp đại học thì tôi cấu trúc mà 으려는 계획이다 là tôi định hay tôi có kế hoạch làm gì đấy. Tôi có kế hoạch hay tôi dự định sẽ đi du lịch 해외, nước ngoài. 해외여행 là du lịch nước ngoài nha các bạn. Các bạn đã hiểu cả hai cấu trúc hue và hue, ưu nhiên hue hoặc là khi tròn nên này chưa? Cấu trúc tiếp theo mà chúng ta sẽ học đó là cotton nhiều. Cấu trúc này thì nó sẽ đứng sau cả thân động từ và tính từ. Ý nghĩa của nó là một cái câu để đáp lại câu hỏi hoặc đưa ra một cái ý kiến, lý do mà người nghe chưa biết tới. Câu này các bạn có thể hiểu như là giải thích một cái lý do ấy, nhưng người ta thường sử dụng trong văn nói nhiều. Sử dụng trong văn nói này và dùng trong mối quan hệ thân thiết. Chúng mình cùng xem nhé. 1번. 왜 매일 그 카페 가요?
분위기가 좋거든요. 나중에 한번 가보세요. 어, bạn A hỏi là gì? Thế tại sao ngày nào cậu cũng đến cái quán cà phê đó thế? Bạn B trả lời, 분위기. 분위기 mình thông thường mình dịch là gì? Bầu không khí đúng không? Nhưng mà ở trong giờ học này thì quán cà phê mình có thể dịch là gì? Không gian cũng được đúng không? Ở về không gian hay là không gian quán đẹp mà, 좋거든요. 나중에 한번 가보세요. Sau này thì cậu hãy thử đến một lần đi. Thì ở đây để bạn ấy giải thích một cái lý do. Và lý do là một cái điều khá là hiển nhiên, là mình điều đương nhiên ý. Và muốn giải thích, muốn nói cho cái bạn A này biết. Số 2 này. 오늘 왜 그렇게 피곤해 보여요? 어제 드라마를 3시까지 봤으니까 얼마 못 잤거든요. Ở đây bạn A nói là gì? Ngày hôm nay tại sao chồng bạn 피곤해 보여요? Bạn mệt mỏi như thế. Chúng mình ở đây có cấu trúc là A, O, 보이다. Trông có vẻ như thế nào đấy? 그렇게 là như thế, đúng không? Hôm nay sao trông cậu mệt mỏi thế? 어제 드라마를 3시까지 봤으니까. Lý do đây, đúng không? Vì ngày hôm qua, vì tối hôm qua tớ đã xem phim đến tận 3 giờ. Nên 얼마 못 잤거든요. Nên vì tớ không ngủ được bao nhiêu, không ngủ được mấy. Thì cái có tần nhiều các bạn có thể dịch là vì, hoặc là cái gì đấy mà. Sao? 그 가수를 왜 좋아해요? 노래를 정말 잘하거든요. 어, 그 가수, tại sao cậu lại thích ca sĩ đó đến vậy? 노래를 정말 잘하거든요. 어, vì ca sĩ ấy hát hay mà. 노래 잘하다. Hát hay mà, đúng chưa? Để giải thích lý do, mà lý do này là người nghe chưa biết, và lý do này mang một cái gì để nó hơn, nó mang tính là hiển nhiên. Thì đó là cấu trúc có tần nhiều nhất. Tiếp theo đó là cấu trúc 으라고 하다. Và trong văn nói chúng mình có thể lược bỏ và rút gọn lại thành 으래요. Thì cấu trúc này nó là, nó sẽ đứng sau thân động từ, và ý nghĩa nó là đuôi câu trích dẫn gián tiếp và là câu mệnh lệnh. Trích dẫn gián tiếp câu mệnh lệnh. Cách chia đôi câu của chúng ta có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, khi thân động từ có bắt chìm, trừ đi ra thì các bạn sẽ cộng cả với 으라고 하다. Còn với trường hợp kia thì sẽ là 으래요, đúng không? Trong số 2, thân động từ không có bắt chìm thì các bạn sẽ cộng với 라고 하다 hoặc 래요. Và trường hợp số 3, khi thân động từ có bắt chìm là 리 thì các bạn chỉ cần bỏ 리 đi và cộng với 라고 하다 hoặc là 래요 thôi. Ví dụ như sau. 선생님이 내일 모두 일찍 오라고 하셨어요. Là chủ ngữ ở đây là 선생님, cô giáo. Cô giáo bảo là, đúng không? Trong tiếng Việt mình thực ra câu mệnh lệnh thì chúng mình thường dịch là cô giáo bảo là, hay là mẹ sai là, hay mẹ anh dặn là gì đấy, thì nó thể hiện cái ý mệnh lệnh. Cô giáo bảo là ngày mai này này, 모두 tất cả đều 일찍 오라고 하셨어요. Ngày mai tất cả đều phải đến sớm. Ngày mai được chưa? 일찍 là sớm. Số 2. 내가 항상 늦잠 자서 엄마가 내일부터 8시까지 일어나라고 했다. Ở đây chúng mình sẽ có nguyên nhân. 항상 늦잠 자서. 늦잠 자다 là gì? Là ngủ nướng. Chúng mình còn động từ, có tính từ 늦다 là muộn, đúng không? Vậy kết hợp 늦잠 này. 잠 này là giấc ngủ mà. Ngủ dậy muộn, ngủ nướng. Vì tôi luôn luôn ngủ nướng nên 엄마가, nên mẹ tôi đã nói là, đã bảo là, hay đã bắt là 내일부터, từ ngày mai 일어나다, phải thức dậy. 8시까지, tức là thức dậy trước 8 giờ. Muộn nhất là 8 giờ tôi phải dậy rồi. Thì đó, 일어나다 không có phụ âm cuối nên các bạn chỉ cần cộng với 라고 하다. Hoặc là 8시까지 일어나라고, hay 일어나래요 cũng được. 3번, 엄마가 밥을 빨리 먹으래요. Mẹ bảo là gì? 밥을 빨리 먹으래요. Ăn cơm nhanh lên. Mẹ bảo là ăn cơm nhanh lên. Trong tiếng Việt mình dù nói, dù chúng mình chỉ dịch là bảo, nhưng mà mình cũng hiểu được cái trong cái câu đấy có ý mệnh lệnh, đúng không? Số 4 này. 방금 너 뭐라고 했어? Chúng mình cái cụm mà 뭐라고 했어 này trong phim xuất hiện rất nhiều, đúng không? Nói gì cơ? 방금 lúc nãy. Nào, cậu nói gì cơ? 성민 오빠에게 전화하라고 했어. Ờ, tớ bảo là cậu hãy 성민 오빠에게 gọi điện cho anh 성민 đi. Được chưa ạ? 전화하다.
Ở đây có một cái chú ý như sau. Có hai chú ý. Chú ý thứ nhất, khi các bạn kết hợp với cấu trúc a o chủ tả, các bạn nhớ cấu trúc này không? Làm gì đó cho ai đúng không? Ví dụ là mua cà phê cho bạn thì là gì? 친구에게 커피를 사준다, 사줍니다. Đúng không? Vậy khi mà kết hợp với cấu trúc a o chủ tả này thì các bạn sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, khi người nói yêu cầu người nghe làm gì đó cho người nói, cho chính người nói đó, thì các bạn sẽ chia là a o talago hata. A o talago hata. Có ví dụ này. Songmin oppa가 책을 빌려 달라고 했다. Thì ở đây chủ ngữ là Songmin, anh Songmin đúng không? Và anh Songmin này bảo cái bạn, bảo ai đó làm cái hành động đấy cho anh ấy luôn. Anh Songmin bảo là cậu hãy bảo tôi là, hay bảo bạn nào đó là hãy mượn sách cho anh ấy. Thì cho anh ấy, cho người nói này, thì các bạn chia luôn là a o talago hata. Trong số 2, khi người nói yêu cầu người nghe làm gì đó cho người khác chứ không phải là người nói, thì các bạn sẽ cộng với a o chu ra go hata. Chúng mình vẫn dùng cái chu ta này và cộng với ra go hata như theo cái đúng cái nguyên tắc này thôi. Ví dụ, Songmin oppa가 화에게 책을 빌려주라고 했다. Thì đây chủ ngữ là anh Songmin đúng không? Nhưng mà làm một cái hành động, làm cái hành động mượn sách này thì cho ai? Cho bạn Hoa cơ. Vậy là cho cái đối tượng này không phải là người nói rồi. Và các bạn phải cộng với 빌려주라고 했다. Được chưa ạ? Và có cái chú ý số 2 ở đây đó là khi kết hợp với cấu trúc 치 말다. Các bạn nhớ 치 말다 không? Đừng làm gì đúng không? Ví dụ như là đừng ăn nữa, mập lắm rồi. 밥을 더 먹지 마세요. Bạn nhớ cái đấy không nhỉ? Thì thực ra cái 치 마세요 là chúng mình trong văn đoàn chúng mình là quen thôi. Còn cấu trúc nguyên thể của nó là 치 말다 nhá. Khi kết hợp với cấu trúc 으라고 하다 hoặc là 으래요 này thì các bạn sẽ cộng, kết hợp nó là động từ cộng với 치 말라고 하다. Tại vì cái 말다 này nó có phụ âm cuối là 를 nên các bạn chỉ cộng với là 라고 하다 và nối âm lên thôi. Ví dụ, 쓰레기를 함부로 버리지 말라고 했다. Được chưa? Ví dụ đây là có cái biển quảng cáo, một cái biển cấm chẳng hạn, cấm đổ rác hay cấm vứt rác bừa bãi, cấm vứt rác này cầm cộng vân vân, thì ví dụ người nước ngoài người ta nhìn thì người ta không biết chẳng hạn, người ta hỏi là cái biển kia nó nói gì thế, thì mình nói là họ bảo là 쓰레기를 함부로, 함부로 là một cách bừa bãi, một cách tùy tiện, 버리다 là động từ bỏ, phải kết hợp với cấu trúc đừng đúng không? Họ bảo là đừng có vứt rác bừa bãi, thì đó là cấu trúc 으라고 하다 hoặc là 으래요. Cấu trúc tiếp theo là cấu trúc số 47, đó là 에게, 한테 và 게. Cấu trúc này chắc hẳn là nhiều bạn biết rồi đúng không? Nó sẽ đứng sau danh từ. Ý nghĩa là nó sẽ thể hiện cái danh từ đó là đối tượng tiếp nhận hành động cho ai. Ví dụ như lúc nãy mình nói là gì? Tôi mua cà phê cho bạn. Thì bạn của mình đó chính là cái đối tượng tiếp nhận hành động đó. Thì khi đó các bạn sẽ cần 에게, 한테 hoặc 게 này sau cái danh từ 친구 đó. Được chưa? Thì cái cách chia, cái cách phân biệt ba cái từ này như sau. Cái 에게 này này, nó được dùng cho cả văn nói và văn viết. Cả nói và viết. 한테, 한테 dùng cho văn nói thôi. Và 게 thì là dạng kính ngữ. Tức là sao? Ví dụ mình nói là tôi mua cà phê cho bạn sẽ nói là tôi khác với việc là tôi mua cà phê cho bà chẳng hạn. Đúng không? Và ở đây chúng ta cũng có thể dùng với cây cối, nơi trốn sự vật. Thì khi đó chúng mình sẽ dùng với e chẳng hạn. Thụ nói là tưới nước cho cây ấy, thì chúng ta sẽ nói là gì? Namu e nhá. Không phải namu e kê nữa. Namu e murul chunda. Murul chunida. Như thế này nhá. E. Nào chúng mình cùng đi vào các ví dụ cụ thể như sau. Câu thứ nhất, 내일 태호의 생일이라서 태호에게 줄 선물을 사고 싶어요. Ở đây chúng mình sẽ có câu này hơi khó một chút. Tại vì nó dùng định ngữ, đúng không? Về thứ nhất là gì? Đến, 이라서. 내일, ngày mai là sinh nhật của 태호. Nên tôi 사고 싶다. Tôi muốn làm gì? Muốn mua 선물. 선물 là quà tặng, đúng không? Muốn mua quà tặng để tặng cho 태호에게. Bình thường mình sẽ nói đơn giản câu này là gì? Ngày mai là sinh nhật của Theo nên tôi muốn tặng quà cho Theo chẳng hạn. Nó hơi khác một chút nhưng mình sẽ phân tích để nó đơn giản lại nhá. Thì sẽ là gì? Muốn tặng quà cho Theo. Thì lúc đấy chúng mình sẽ là gì? Theo에게
선물을 주고 싶어요. 응? 네. 태호에게 선물을 주고 싶어요. Câu này là người ta đang dùng định ngữ nó hơi khó một chút. Con đã hiểu cái 에게 này chưa? Câu số 2. 한국 친구에게 베트남어를 가르쳐 줬어요. Chúng mình có động từ 가르치다 là dạy. Vậy dạy cho ai? 한국 친구에게, dạy cho người bạn Hàn Quốc. Dạy cái gì nhỉ? 베트남어. Tôi đã dạy tiếng Việt Nam cho người bạn Hàn Quốc. Ở đây các bạn có thể dùng từ 한테 cũng được trong văn nói. Tiếp theo câu 3. 하나야, 나한테 사탕 좀 줘. 하나야, 하나 아, 나한테, cho tôi cái gì? 사탕 좀 줘, cho tôi một tí đường. 사탕. À, tí, kẹo, xin lỗi, 사탕 là kẹo. Số 4 này. 할머니께 홍삼을 드리려고 합니다. Ở đây các bạn sẽ thấy 할머니, bà đúng không? Là đối tượng cần phải kính trọng, cho nên các bạn sẽ dùng 께 bắn vào sau. Thế câu này chúng ta sẽ có là gì? Hồng sam là hồng sâm. Thứ đi tả là kính ngữ của từ chủ tả. Kính ngữ. Vậy là ư đều cô hoa tả các bạn đã học rồi đúng không? Tôi định tặng bà hay tôi định biếu bà đúng không? Trong tiếng Việt mình hay dùng từ biếu với người lớn tuổi đúng không? Tôi định biếu bà hồng sâm. Các bạn đã hiểu cái này chưa? Vậy chỗ ở đây chúng mình có thể rút ra được một cái gì ở đây? Với cấu trúc ế kê, hẳn the và kê này chúng mình thường kết hợp với cấu trúc gì? Kết hợp với động từ chủ tả là cho cái gì đấy, hoặc cấu trúc cự pháp a o chủ tả, đúng không? Làm gì đấy cho ai thì cái cho đấy trong tiếng Việt mình dịch là cho ấy, thì các bạn sẽ gắn cái ek và ek hẳn thê và kê này vào nhé.